con này nhiều gai chưa? Con này chiến đấu hơi bị mạnh đấy. Còn nhiều răng nữa. Anh nha chỉ thích con khủng long ăn thịt thôi. Khủng long chi ma nó chỉ ăn cá thôi, nó không ăn thịt đâu. Con khủng long có gai đấy, anh cũng thích. Hả? Thú cưng khủng long á? Em đừng bảo là bây giờ nuôi mấy cái con này á, nuôi chó, nuôi mèo, nuôi gà còn được chứ, chứ ai lại nuôi khủng long làm thú cưng? Nuôi khủng long làm thú cưng cũng được chứ sao? Từ trước đến nay chưa ai dám nuôi khủng long cả. Tớ cũng thích nuôi một con nhí mà. Nuôi thì cũng được, thế nhưng mà bây giờ mình phải nuôi khủng long bé thôi. Mà khủng long bé thì phải nuôi từ lúc mà nó nở ra từ trứng ý. Thế nhưng mà trứng khủng long thì lấy ở đâu? Trứng khủng long thì phải vào thời gian khủng long để lấy. Ý kiến hay đấy. Vậy thì chúng mình đi vào thế giới khủng long thôi. Tớ đang ở trong thế giới khủng long rồi các cậu ơi. Nhìn xem này, bột chuối, cây câu. Hôm nay tớ sẽ đi thu hoạch trứng khủng long. Các bạn thích thu hoạch trứng khủng long nào nhất? Khủng long ăn cỏ, khủng long ăn thịt hay là khủng long chim? Các bạn cùng tớ đi xem ở đây có những loài khủng long nào nhá. Nhìn kìa các cậu ơi, có những con khủng long. Con gì đang đi dưới nước kia nhỉ? Ồ, hình như là một con hà mã hay con tê giác gì đó. Wow, phía bên trên kìa, khủng long chim đó các cậu ơi. Đôi cánh thật là dài và rộng. Không biết bạn nhím với cả em can đi lấy trứng khủng long gì nhỉ? Chắc chắn là không dám lấy trứng khủng long bạo chúa đâu. Mình sẽ là người dũng cảm đầu tiên lấy được trứng khủng long bạo chúa. Ui, nhìn kìa, có một con khủng long bạo chúa. Nó đang làm gì vậy? À, con này nó đang nằm nghỉ các cậu ơi. Cơ hội đến rồi đây. Hình như là cái con khủng long này là con khủng long đực hay sao các cậu ạ? Cho nên là nó mới không đẻ trứng. Thế thì không được, không được. Mình phải chọn một con khủng long khác để lấy được trứng. Không thì sẽ thua bạn nhím em cam. À, đây rồi, một con khủng long chim. Các bạn ơi, ấy, nó đang làm gì? Đứng trên một tảng đá và chuẩn bị làm gì nữa nhỉ? Các bạn đoán xem. Bây giờ tôi sẽ ra lấy trứng của con khủng long đấy nhá. Thời cơ đến rồi. Hello, khủng long chim. Giữa buổi trưa này mà lại ngủ gật à? Wow, các cậu ơi, để ý xem con này có cái mỏ siêu dài luôn. Mà cái màu này trông lạ thật đấy. Dài, lại còn nhiều màu sắc nữa. Ui, sợ thế. Nhưng mà con khủng long này nó không phát hiện ra tớ các cậu ạ. À, nhìn dưới này mà xem. Wow, một quả trứng. Cái gì cơ?
này, nên cô đổi lên con khủng long này. Xin có một quả trứng thôi mà. Mình không lấy khủng long nào không nữa. Mình lấy cái mẫu cho con cỏ cho rồi. Nó không biết bơi. Cuối cùng nó cũng đi được các cậu ơi. Mình đã có một quả trứng của khủng long bạc chúa trong tay rồi. Mình đã tìm cách đi về. Bây giờ lên bờ nó sẽ bắt mình tiếp. Đã thế mình sẽ lặn xuống biển các cậu ạ. Wow, ở dưới này đầy cá này. Đây là dưới đáy biển đấy các cậu ơi. Ồ, nhưng mà thời kỳ khủng long, không biết dưới đáy biển có con gì nữa không nhỉ? Không biết có khủng long ở dưới biển không? À, nhìn kìa, tớ nhìn thấy hình như là một con cá voi hay sao ấy. Ui, con này là to thế. Nó đang bơi kìa. Ở đằng xa kia có cả con gì kia, nhìn xem nào. Ui, một con cá sấu các cậu ơi. Cá sấu là loại cá ăn thịt đấy. Không ổn rồi. Thế này làm thế nào giờ? Mình thì bơi ra chỗ khác xem sao. Ui, đằng sau con cá sấu kìa, nó có một con gì ấy mà tớ không nhìn rõ, còn to hơn cả con cá sấu cơ. Con cá sấu nó còn đang phải sợ chạy đi rồi kìa. Không ổn các cậu ơi. Ở dưới biển này cũng nhiều loài vật nguy hiểm lắm, không kém gì con khủng long bạo chúa đâu. Bây giờ mình sẽ bơi ra bờ bên kia để đi về thôi. Bơi. Ô, con gì đây? Con này trông như con rùa. Con gì đây? Cá mập các cậu ơi. Ở dưới biển lại có cả cá mập nữa cơ à? Không ổn. Thế thì mình phải mau tìm cách. Ôi không, có con cá mập nó đang đuổi lên cho tớ rồi. Chạy thôi. Sao số vô đen đủ thế này? Hết bị khủng long bạo chúa, giờ lại bị cá mập đuổi. Nhảy lên mặt nước này. Cuối cùng cũng thoát khỏi biển rồi. May quá, con cá mập nó không đuổi được mình nữa các cậu ạ. Mệt thật đây. Đúng rồi, lấy được quả trứng khủng long không dễ dàng chút nào các cậu ạ. Bây giờ người tớ vẫn hết cả rồi. Lạnh quá. Bây giờ đi về thôi. Không biết anh Trang với cả em Cam có lấy được quả trứng nào không. The next morning. Ui. Cậu bị làm sao vậy Kim? Các cậu về hết rồi à? Thế các cậu đã lấy được trứng khủng long chưa? Tớ lấy được rồi. Sao cậu bị vớt hết hả? Tớ đi lấy trứng khủng long đây. Bị khủng long bạo chúa đuổi, thế là phải nhảy xuống biển này. Ui bây giờ người tớ ướt hết rồi. Lạnh quá các cậu ơi. Ơ, nhưng cái gì ở túi của cậu vừa rơi ra vậy? Tớ để trứng khủng long ở trong túi mà. Trứng khủng long á? Đây này. Nó có cái chất gì đó màu trắng. Ui, nó bị vỡ hết ra rồi. Trứng khủng long của tớ gặp nước bị tan chảy rồi các cậu ơi. Để lộ ra một con khủng long bên trong này. Eo ơi, trứng khủng long bị vỡ hết rồi. Nhưng mà con khủng long nó ra được ngoài rồi này. Ồ, nhưng nhìn trông nó lạ quá cậu ạ. Tớ với cả em Cam cũng nhanh chân, mỗi người được một quả rồi đây này. Mà bọn tớ, em không biết làm cách nào để mở được những quả trứng khủng long này ra. Nó có hai cái lỗ này các cậu ơi. Nhưng mà vặn, bẻ, đủ các kiểu nó cũng không thể ra được. Thật là kỳ lạ. Quả trứng khủng long này tớ để trong túi, thế là nó cũng bị ướt theo. Thế xong rồi, những cái vỏ nó tự nhiên bị mềm hết ra và rụng hết ra này. Hay là các cậu bỏ hết ra này. Đúng rồi, nó bỏ hết ra rồi. Hay là các cậu cũng thử ngâm những cái quả trứng khủng long của các cậu vào trong nước xem nó sẽ như thế nào. The next day. Bây giờ để tớ tiếp tục ngâm cái con khủng long này của tớ vào trong nước nhá, để xem nó có cái gì xảy ra không. Ôi, một con khủng long bạo chúa bé nhỏ này. Ngâm vào trong đây. Của các cậu cũng thử ngâm vào đây đi. Đây là quả trứng của tớ. Tớ đã đánh dấu nó bằng tờ giấy màu trắng này nhá. Còn đây là quả trứng của em Cam. Chị sẽ thả quả trứng của chị xuống đây trước. Xem quả trứng này nở ra gì nhá. Đầu tiên khi mà nhúng quả trứng này xuống nước ấy, chúng mình phải nhúng thật sâu để cho nước tràn vào hai cái lỗ ở bên dưới này này. Đúng đấy. Rồi, Cam ơi, quả trứng mới chìm được. Đấy. Cam cũng nhúng quả trứng của Cam vào nước đi. Đây. Cam ấn nó xuống. Đây, để anh dẫn này. Đây nha. Mình nếu như mình để bình thường thì là quả trứng nó sẽ nổi như này này.
Thế nên là lúc đầu là mình phải ấn nó xuống để cho những cái bong bóng khí này để nước nó sẽ tràn vào bên trong. Quả trứng của tớ chìm rồi đây này. Bây giờ bọn mình chờ một vài tiếng nữa xem tí nữa nó có gì khác biệt không nhá. A few moments later. Khủng long của chị Trang đấy. Còn đây là khủng long của em Cam. Ừ, hình như khủng long của em Cam giống của tớ rồi này. Không phải. Đúng rồi, giống nhau. Khác nhau. Cũng là con khủng long đấy. Còn của cậu xem nào, nó là khủng long gì đây? À, cũng giống à. Của tớ là một con khủng long màu xanh. Ồ. Wow. Đây là khủng long bạo chúa. Không phải, đây là khủng long mà trên lưng nó có những cái gai gai ấy. Không phải khủng long bạo chúa đâu. Thế nhưng mà các cậu ơi, hình như những cái con khủng long này nó còn chưa lớn đâu. Thế á? Ui, đây này. Để xem nhá, con khủng long của bạn nhím mà nó nở ra trước. Nhìn nó to hơn hẳn con khủng long của em Cam luôn. Thế thì chứng tỏ chúng mình càng ngâm nước lâu những con khủng long này, chúng sẽ càng to dần lên đấy nhím ạ. 3 days later. Khủng long của bọn mình tới rồi đây. Wow. Để yên nè, để anh lấy cái khăn giấy. Dạ, cô chia các bạn ơi. Đâu, con khủng long của anh đâu, con khủng long của anh đâu. Ồ, có hai con giống nhau thế này. Hôm trước là anh một con, em Cam một con đúng không? Hay là Cam lấy con khủng long này? Cam chọn đi, cho em Cam bé chọn trước. À, lấy con khủng long đấy rồi. Thế tớ với bạn Trang mỗi người một con. Con này cùng mẹ sao mà nở ra giống nhau vậy? Chắc là bọn mình lấy cùng một loại trứng rồi. Bây giờ trước khi cho ra, mình sẽ cho nó vào tờ giấy này nha, để cho nó khô nha. Cam đâu? Đưa đây, đưa đây. Để anh cho vào tờ giấy cho nó khô. Cái quả của chị Trang. À, bây giờ cho em cũng được. Đấy, mình lau như này, như kiểu là một em bé vừa mới tắm xong ấy. Để cho em bé nó khô. Wow, từ một quả trứng bé tí. Ui, nhưng mà sao giò vào cũng nhân nhớt các cậu ạ. Nó mềm mềm bởi vì bạn khủng long này ngâm nước lâu mà. Ồ, từ một quả trứng bé tí tì ti mà chúng mình lấy được trong thế giới khủng long, bây giờ nó đã nở ra thành ba con khủng long này rồi. Ui, em Cam nhẹ nhàng thôi chứ. Đây chính là loài khủng long ăn thịt đấy. Có những cái răng sắc nhọn đây này. Đâu, đây chị mượn con khủng long này của em Cam đang cầm nào. À, phải bế thế này à. Ừ rồi, con khủng long mà có gai trên lưng này chắc chắn là loài ăn cỏ. Phải rất vất vả tớ mới giành được quả trứng từ tay con khủng long bạo chúa đây. Thế nên à, mai sau con khủng long này của tớ nó lớn lên á, nó sẽ rất là dũng mãnh các cậu ạ.